chào các bạn, mình bên sinh điện .com, sinh điện Movit. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng sinh điện mình đang để trên bàn đây. Đây là dòng sinh điện Movit P bên mình các bạn. Ở đây có hai loại hành trình và tải trọng như là tốc độ khác nhau. Mình xin định nghĩa qua cho các bạn về hành trình của dòng Movit P này. Với hành trình của dòng P này chính là khoảng cách di chuyển của phần tay cuộn trắng này. Cách di chuyển bằng thành tay trắng này chính là hành trình của sinh điện Movit P. Đây là Movit P hành trình 300 tải trọng 150 kg trên tương đương là khoảng 1500 N, tốc độ là 18 m/s, nguồn 24V. Và đây là Movit P hành trình 500 mm, tải trọng là 50 kg, tốc độ là 35 m/s, nguồn 24V. Các bạn chú ý đối với sinh điện, nếu mà loại nào tải trọng cao, tải trọng lớn này, tải trọng khỏe này, thì tương đối tốc độ nó sẽ bị chậm đi. Giống như đây là tải trọng 150 kg thì tương đối tải tốc độ là 18 m/s, ở đây là tải trọng là 50 kg thì tốc độ sẽ nhanh hơn, giống như gấp đôi là 35 m/s. Đặc điểm của dòng sinh điện Movit P này là độ ồn nhỏ, chỉ với 50 dB, nhưng tải trọng max của nó lên rất là khỏe con ạ. Dòng này tải trọng max lên tới 600 kg. Đối với dòng Movit P này, nó khác những dòng sinh điện khác bên mình là ở phần dịch chuyển của tay nhựa trắng này và cấu tạo của nó khác, nó có thanh dẫn. Và cái phần dịch chuyển là phần tay trượt trắng này sẽ trượt trên cái thanh dẫn thứ này. Nhưng với ưu điểm của dòng này là độ ồn nhỏ và chắc chắn, đảm bảo an toàn khi lưng hạ vật, nên là dòng này được dùng nhiều trong hộp thấp. Nổi bật là để lưng hạ TV các bạn. Bên mình đã có combo lưng hạ cho các dòng TV từ 43 inch trở lên cùng với Movit P này. Ngoài ra thì nó được ứng dụng trong các ứng dụng về cửa như là cửa trượt giếng trời, lại cửa trượt, hoặc là ứng dụng trong nội thất đồ gỗ như là để đóng mở một cái tủ gỗ trượt, đóng mở trượt một cái tủ gỗ. Ngoài ra còn nhiều những cái thiết bị thông minh khác để giúp cho ngôi nhà mình trở nên thông minh hơn, thì với cái dòng Movit P này rất là hay. Sau đây mình sẽ điều khiển dòng Movit P này cho các bạn xem. Ở đây mình có dùng một điều khiển vừa từ xa, vừa có điều khiển từ xa và vừa có tay điều khiển có dây. Ở đây mình sẽ ấn giữ nút đi lên cho điều khiển có dây, mình nhả ra sẽ dừng lại, mình ấn đi xuống. Với dạng điều khiển có dây này có thể ấn giữ, cũng có nhiều bộ điều khiển khác nhau. Đây là mình đã test là bộ điều khiển của mình là tên là DK09, và bộ điều khiển DK13 các bạn. Ở đây là tay bấm điều khiển remote điều khiển từ xa, dạng điều khiển bấm giữ. Khi có tín hiệu là sẽ có đèn xanh ở đây này. Nhả ra thì nó sẽ dừng lại. Đây là đang là tốc độ 35 m/s. Ở đây mình dùng bộ điều khiển này là điều khiển cho một sinh điện. Sau đây mình sẽ kết nối với để điều khiển cho cái dòng hơi vị đây thì 300 tốc độ là 18 m/s này, tải trọng 150 kg. Với bộ điều khiển này mình có thể điều khiển trực tiếp tại nguồn, tại bộ nguồn với hai nút ấn. Ở đây dùng có hai nút ấn này thì không phải giữ, các bạn ấn một nút lên hoặc xuống nó sẽ tự động đi lên, khi ấn lần nữa nó sẽ dừng lại và khi ấn lên
hơi lỏng xuống sẽ đi theo hướng mà mình mong muốn, và ấn lần nữa nó sẽ dừng lại. Ở đây có hai chế độ là một giác nối, một giác nối cho điều khiển có dây, và một giác nối là đối với vào đầu bộ nguồn. Ở đây mình sẽ chuyển từ cái giác nối điều khiển sinh điện USB 500 này sang điều khiển USB 300 này. Ở đây nó có cái chốt, mình sẽ tháo ra. Tháo ra và kết nối với đầu chốt của đầu cắm của USB này và đóng khóa vào. Như vậy là được. Tốc độ này đang là 18 giây bằng một gần bằng một nửa của tốc độ này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy ứng dụng của Zin Anh Việt USB này thấy thú vị và thấy hay, các bạn đừng quên like và đăng ký kênh của mình nhé. Chi tiết hơn các bạn truy cập trang web sinh điện.com để biết nhiều hơn sản phẩm sinh điện đến mình. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại.